Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đang đứng trước một ngã tư. Hôm thứ Hai, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã bắt đầu cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày, dưới áp lực ngày càng tăng phải vực dậy nền kinh tế đang bị đình trệ. Hội đồng quản trị có 9 thành viên, 2 người có sự nghiệp từ trong Ngân hàng Trung ương, 3 người là học giả và 4 người đến từ khu vực tư nhân. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã có 130 năm tuổi nhưng đã được hợp pháp độc lập chỉ từ năm 1998. Thủ tướng Shinzo Abe đã yêu cầu Ngân hàng Trung ương Nhật Bản thực hiện các bước nới lỏng tiền tệ táo bạo hơn và gợi ý có thể sửa đổi nhiệm vụ của ngân hàng này. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, ông Masaki Shirakawa, cho rằng bất kỳ cuộc tranh luận nào về sửa đổi một cái gì đó giống như pháp luật về Ngân hàng Trung ương Nhật Bản thì phải được thực hiện một cách cẩn thận và cần phải có thời gian. Đồng yen đã suy yếu hơn 10% và chỉ số Nikkei tăng 25% trong 2 tháng qua kể từ khi ông Abe phát động chiến dịch thúc đẩy nới lỏng tiền tệ. Thị trường đã đánh giá cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. Mục tiêu lạm phát là 2% và hơn 100 tỷ Mỹ Kim được dành ra thêm để mua nợ và các tài sản khác. Nợ quốc gia của Nhật Bản đã tăng lên. Tỷ lệ nợ quốc gia so với GDP của Nhật Bản ở vào khoảng gấp đôi mức trung bình của OECD. Cơ quan đánh giá tín dụng Fitch vào hôm 18 tháng Giêng cho rằng vấn đề trọng tâm để xếp hạng tín dụng chủ quyền của Nhật Bản vẫn là việc phát triển và thực hiện một chiến lược tài chính đáng tin cậy để ổn định nợ của chính phủ.